Messi và Suarez rực sáng đưa Inter Miami lên đỉnh MLS, sao trẻ Ronaldo sắp ra mắt. Rạng sáng ngày 3 tháng 3, Messi và Suarez mỗi người ghi một cú đúp cùng bàn thắng của Robert Taylor, giúp Inter Miami đè bẹp kình địch Orlando City với tỷ số 5-0, xây chắc ngôi đầu giải MLS với thành tích bất bại. Chiến thắng đến từ sớm với Inter Miami. Khi chân sút Suarez mở tài khoản ở giải MLS bằng hai pha ghi bàn ngoạn mục chỉ trong 11 phút đầu tiên trận đấu. Tiền vệ Julian Gressel là người kiến tạo cả hai bàn thắng. Nhưng Messi là người đã kiến thiết các cơ hội cho hai cầu thủ này lập công. Messi và Suarez đã bắt đầu ăn ý trở lại. Messi đã ghi 3 bàn và 2 kiến tạo. Còn Suarez cũng có 2 bàn và 3 kiến tạo phút 29. Inter Miami nâng tỷ số lên 3-0 do Robert Taylor ghi với đường kiến tạo do Suarez thực hiện. Trong hiệp 2, đó là màn trình diễn của riêng Messi, khi danh thủ người Argentina ghi cú đúp bàn thắng đều thực hiện trong vòng 16.50m, bao gồm bàn nâng tỷ số 4-0 phút 57 từ pha tấn công của Jordi Alba và pha kiến tạo dọn cổ của Suarez với cú đánh đầu đẹp mắt phút 62 ấn định chiến thắng 5-0. Trận thắng giòn giả với tỷ số 5-0 trước Orlando City giúp Inter Miami có khởi đầu mùa giải MLS 2024 quá hoàn hảo với 2 chiến thắng và 1 hòa. Dẫn đầu bảng khu vực miền Đông với 7 điểm bỏ xa các đối thủ. Cặp ngôi sao Messi và Suarez là những người đóng góp lớn nhất trong các trận đấu trên. Với Messi là 3 bàn và 2 kiến tạo, còn Suarez cũng có 2 bàn và 3 kiến tạo. Messi là nguồn cảm hứng của toàn đội Inter Miami. Huấn luyện viên Tata Martino vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát của Inter Miami như các trận gần đây, nhưng thay đổi lối chơi đặc biệt ở khu vực giữa sân với sự có mặt của tiền vệ Julian Gressel. Nhờ đó, Messi ít lùi sâu như các trận trước. Danh thủ người Argentina thi đấu thoải mái để liên tục kiến tạo cơ hội cho Suarez và đồng đội lập công. Ở trận tiếp theo, Inter Miami thi đấu với Nashville SC tại lượt đi vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup lúc 9 giờ ngày 8 tháng 3. Trận này ngôi sao trẻ Federico Redondo nhiều khả năng sẽ kịp đủ điều kiện thi đấu sau khi hoàn tất thủ tục xin thị thực lao động tại Mỹ. Tại giải MLS, vòng tiếp theo Inter Miami vẫn thi đấu sân nhà gặp CF Montreal lúc 5 giờ ngày 11 tháng 3.